Giá lợn hơi trong tháng 5 tăng từ 3% đến 10% so với tháng trước và hiện đang ở mức giá cao nhất từ tháng 8 năm 2022. Ghi nhận tại hầu hết các địa phương, giá lợn hơi phổ biến ở mức 67.000 đến 70.000 đồng một kg, tăng từ 3.000 đến 7.000 đồng một kg so với cuối tháng trước. Nguyên nhân giá lợn hơi tăng là do nguồn cung thiếu hụt bởi dịch tả lợn châu Phi, nhiều hộ đã bán chạy dịch. Mặt khác, giá lợn hơi giữ ở mức thấp trong một thời gian dài, khiến không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà cả các trang trại lớn cũng không dám tái đàn.